Xin chào quý vị và các bạn. Lâu quá không có dịp để quay cái chuồng dê của Đại Dê Phúc Mỹ nha. Hôm nay mình quay là mấy con này là dê cái hậu bị nha. Dê cái hậu bị là con dê nó dao động từ khoảng 20 cho tới 32 kg nha. Là tất cả đều là bo lai hết. Đó. Thì bo lai thì nó sẽ có mức độ là đẹp hay xấu nha, tức là lai nhiều, lai ít. Lai con bo nhiều hay lai con bo ít nha, nên giá nó sẽ khác nhau. Đó. Với cái video này mục đích là mình thông báo là tại dê Phúc Mỹ có bán dê cái hậu bị nha. Dê cái hậu bị tức là dê khoảng từ 20 kg cho tới 32 kg và chưa phối, hoặc là có thể nó đang chịu đợt mới phối vài ba bữa nó không biết. Nói chung là không phải là dê bầu á. Dê cái tơ nha. Từ 20 cho tới 32 kg. Rồi. Mọi người hỏi giá, giá nó sẽ khởi đầu là 130.000 đồng một ký, tức là dây bo lai nha. Còn nếu mà những con đẹp thì giá nó sẽ cao tiền hơn nha, chứ không bắt không phải là con nào cũng 130.000 nha. Đó, ai bà quý bà con cô bác nào có nhu cầu liên thì cứ liên hệ với Mỹ nha. Hồi thì mình sẽ viết số điện thoại của Mỹ, số điện thoại mà có Zalo của Mỹ á. Khi mà bạn muốn con nào á thì Mỹ sẽ quay phim Zalo, chụp hình gửi qua cho bạn. Rồi bạn cứ đánh dấu con đó vô, rồi bạn muốn câu bên phải bên trái gì thì yêu cầu Mỹ nó sẽ Mỹ sẽ quay phim rõ con đó cho bạn. Đây, nguyên lô. Nguyên cái ô này là phải hơn 80 con dê cái nha. Dao động từ 20 cho tới 32 kg, tức là con bự nhất 32 kg, con nhỏ có thể qua 20 21 kg. Tại vì mới lùa dê xuống mệt nên nói nó hơi bị hụt hơi nên thông cảm. Thì trước mắt là cứ nói vòng vòng chảo chảo là tại dê Phúc Mỹ bữa nay có về khoảng 80 con dê cái bo lai ha. Bo lai tức là con mình trắng đầu đen nè, nguyên con màu trắng nè, rồi con đầu nâu, rồi con mình đây con đen con bông qua lum la nè. Bo lai nha, chứ không phải là bo thần chủng 100% nha, nên nó sẽ có nhiều cái kiểu màu ha. Ai có nhu cầu lựa con sao thì cứ mạnh dạn ghé tại rửa. Còn muốn mua qua mạng á, thì liên hệ với số điện thoại của Mỹ, kết bạn Zalo, Mỹ sẽ gửi hình gửi video từng con một nha. Rồi còn vấn đề giá ha, giá là 130.000 đồng một ký nha, 130.000 đồng một ký trở lên nha, chứ không có quay đầu nha. Tại vì có những con đẹp, những con vừa vừa, những con xuất sắc nên giá nó sẽ khác nhau nha. Còn mà giá khác nhau như thế nào thì các bạn cứ liên hệ với Mỹ nha. Mỹ có số điện thoại Zalo khác với số điện thoại bàn. Số điện thoại Zalo mình không có thuộc, mình sẽ viết vô trong cái tiêu đề cho các bạn Zalo nha. Còn muốn gọi trực tiếp thì số điện thoại của Mỹ là 0964 987 590. Đó, quay sát vô cho coi ha. Rồi giờ thời điểm này là đại dê Phúc Mỹ cũng có cung cấp dê đực con nuôi dỗ luôn nha. Dê đực con nuôi dỗ thì dao động từ 10 cho tới 16 kg. Còn giá bao nhiêu tiền ký thì các bạn cũng liên hệ với Mỹ luôn, mình không có biết. Còn các bạn nào có muốn mua gà, đây. Gà của mình đây, nhiều dữ lắm. Đó. Gà nuôi nhốt lồng nhỏ đó, muốn biết giá hỏi Phúc Nhân sẽ biết. Đó, tại gà của mình đó. Còn mua dê thì liên hệ với Mỹ nha. Là dê cái hậu bị nha, từ dao động từ 20 kg cho tới 32 kg. Mình thông báo cơ bản vậy thôi, còn muốn chi tiết liên hệ với Mỹ, Mỹ sẽ gửi thông tin Zalo từng con một. Con đẹp như thế nào, con đẹp vừa, con đẹp ba ra sao hay là khung ký bao nhiêu bạn yêu cầu ha. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều nha.